gian hàng của siêu thị Thái Anh. Hôm nay mình sẽ mang đến sản phẩm đó chính là chiếc tông đơ cắt tóc kiềm máy cạo râu 2 trong 1 đến từ thương hiệu Golden. Thì về thiết kế của sản phẩm này gồm có chiều dài đó chính là 15 cm, chiều rộng là 6 cm và chiều cao đó chính là 2,5 cm. Thiết kế vô cùng nhỏ gọn, dễ dàng cầm ở trên tay với trọng lượng chỉ khoảng 300 g. Về thiết kế của sản phẩm này, chất liệu ở bên ngoài được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp với 3 lớp vô cùng chắc chắn, cách điện, cách nhiệt, rất an toàn. Phần lưỡi dao bên trong được làm bằng thép không gỉ, rất an toàn khi bạn chạm tay vào mà không bị tổn thương. 100% không tạo cảm giác thô ráp hoặc là bị chảy xước ra nhá. Bạn thấy không? Dâu của mình thì hơi ít nên là mình không thể... Tại vì mình dâu ít nhưng mà mình cạo thường xuyên. Đó là lưỡi cạo dâu ngắn này. Đằng sau thân máy đó là một lớp nữa là cạo cắt dâu ngắn.